Mọi người nhìn em có thấy rõ không ạ? Tối quá thì sao ấy? Hình như tối quá thật rồi. Hello Minh Trang, hello Dông Tinh. Mọi người có nghe rõ mình nói không? Mọi người nghe rõ? Mọi người nghe rõ mình nói thì mọi người comment vào giúp mình để cho mình biết nhá. Tại mình không biết, mình livestream lần đầu mình không biết là mình nói rõ không ấy. Chào Đăng Khoa. Vào page nhờ Huy ơi, có chia sẻ vào page giúp tớ với. Trời ơi, cái dây chun buộc tóc của tôi đâu rồi? Tôi muốn buộc tóc lên để cho nó rõ, mọi người nhìn cho rõ mặt tôi. Mọi người giúp em chia sẻ vào các bếp đi ạ. Nếu clip này được 300 like thì em sẽ tặng một BB stick bất kỳ cho một người bất kỳ trong clip livestream này ạ. Nên mọi người chia sẻ cho em đi ạ. Clip này mà được 300 lượt xem thì em sẽ tặng quà bất kỳ cho một BB stick bất kỳ cho mọi người ạ. Mọi người chia sẻ vào trong các group giúp em đi ạ. Và trước khi mà được nhận một cái cây BB stick này, trước khi được 300 lượt xem mà để mà nhận được một cây BB stick này thì em có rất nhiều son để tặng mọi người ạ. Hôm nay em chuẩn bị rất nhiều son để tặng mọi người. Mọi người có thể thấy, các chị em có thể thấy hôm nay em có rất nhiều son để tặng mọi người ạ. Thu Nguyễn, chị Thu Nguyễn ơi, chị đang xem clip đúng không ạ? Chị chia sẻ vào các clip vào các group giúp em, các nhóm chợ giúp em đi ạ. Bước thật chậm. Bạn ơi, bạn chia sẻ vào các nhóm chợ giúp mình đi, các group, các page giúp mình đi để mình có thể tặng son cho các bạn. Và mình sẽ kéo bất kỳ lên, mình sẽ chọn một bạn bất kỳ để mình có thể tặng son cho các bạn ạ. Đây là son Kiko của Pháp, bình thường là mình có bán với giá là 200.000 và bây giờ mình sẽ tặng cho một bạn bất kỳ thôi. Miễn là các bạn chia sẻ nhiều là được ạ. Và nhiều người xem là được, chỉ có 4 người xem thế này thì mình không thể nào mình tặng quà được. Duyên Harry ơi, bạn chia sẻ vào trong page giúp mình đi. Các bạn chia sẻ vào trong các page, các group giúp mình đi ạ. Và mình sẽ lấy điện thoại của mình chia sẻ trước. Trời ơi. Tuyết Hai Trần, bạn ơi, bạn chia sẻ vào trong các group, các page giúp mình đi ạ. Và mình sẽ tặng quà bất chấp cho các bạn. Hôm nay mình có rất nhiều son để mình tặng cho các bạn ạ. Mình có rất nhiều son. Trước khi mình tặng một cây BB stick bất kỳ cho một bạn nào đấy thì bây giờ mình có rất nhiều son mà mình có thể tặng quà cho các bạn ạ. Chị Trang ơi, chia sẻ giúp em đi. Chị chia sẻ giúp em đi, và em có rất nhiều son để em có thể tặng cho chị này. Chị Trang ơi, chia sẻ giúp em đi. Quang Béo chia sẻ giúp chị đi. Quang Béo ơi, chia sẻ giúp chị đi. Quang Béo chia sẻ nhiều vào để lấy ủ mụn miễn phí nào. Mãi tôi không đi ship được cho ông bởi vì chân tôi bị đau. Ai có thể trả lời tôi không? Hello Yến, Yến ơi, Yến, em chia sẻ clip giúp chị đi. Chị có rất nhiều son để tặng mọi người đấy ạ. Son mình có rất nhiều nhá. Ai hãy nói chuyện với tôi đi. Mọi người để cho tôi nói một mình như thế này à. Đây là son Kiko này của Ý. Và bình thường thì mình bán với giá 200.000, hôm nay mình sẽ tặng cho một bạn bất kỳ nhá. Bạn nào muốn lấy son thì comment số điện thoại và địa chỉ cho mình. Bạn nào muốn lấy son thì chia sẻ và comment số điện thoại, địa chỉ. Sau đấy thì mình sẽ lựa chọn một bạn bất kỳ để mình tặng son ạ. Bạn Nicky Trần ơi, bạn nếu mà bạn muốn nhận son thì bạn hãy comment số điện thoại và địa chỉ cho mình để mình lát nữa mình có thể chọn bất kỳ số điện thoại và địa chỉ, và bạn chia sẻ cái clip này giúp mình. Để lát khi mà clip này mà được 300 lượt xem thì mình sẽ tặng một BB stick cho một bạn bất kỳ ạ. Đây là cây BB stick mình đang dùng. Và còn đây là mình có rất nhiều BB stick. Đây là một cây mới. Chia sẻ hơn 40 nhóm rồi à. Chị ơi, bình thường một nick chỉ được chia sẻ 20 nhóm thôi. Chị chia sẻ 40 nick thì nhiều quá. Làm sao mà chia sẻ nhanh thế được. Chị Thanh Thủy,
Thanh Thanh Thủy ơi, đợi một lát nhá. Thanh Thanh Thủy đợi một lát, mình sẽ lựa chọn bất kỳ để có thể tặng son cho các bạn nhá. Và các bạn giúp mình chia sẻ vào các nhóm đi ạ. Các bạn chia sẻ giúp mình chia sẻ vào các nhóm đi ạ. Trước khi mình tặng BB stick, trước khi mình tặng một hộp BB stick có đầy đủ tem, tem hạn sử dụng và đầy đủ tem mát cũng như là phiếu bảo hành đấy. Thì mình sẽ tặng son cho các bạn nhá. Mình sẽ tặng son bất chấp cho các bạn, chỉ cần các bạn comment tên, số điện thoại. Tên, số điện thoại và địa chỉ. Sau đấy là các bạn share vào các group giúp mình. Duyên Harry, đối Hà Đông Vương Yên, Trương Mỹ, Hà Nội. Duyên ơi, Duyên chia sẻ đi để chị có thể tặng son cho em nhá. Chị có rất nhiều son cũng như là rất nhiều BB stick. Chân Ngắn chia sẻ được nhanh quá. Chân Ngắn ơi, comment số điện thoại và địa chỉ đi để chị có thể tặng quà cho em. Nguyễn Hoài Thương, Hoài Thương ơi.